Đúng Trần Channel gửi lời chào đến số sức khỏe đến toàn thể quý vị các bạn. Chào mừng chúng ta đến với video mới của Đúng Trần Channel vào một buổi trưa. Thưa quý vị các bạn, hiện tại thì Đúng Trần Channel đang có mặt ở tại trung tâm của thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, một tỉnh của vùng Đông Nam Bộ, một tỉnh mà được coi là tỉnh mặt trời, tỉnh được coi là vùng đất mà nắng núm người. Và đến đây thì có gì? Thưa quý vị các bạn, hiện tại thì Đúng Trần Channel đang có mặt ở tại khu vực của chợ Long Hoa, một ngôi chợ trung tâm ở đây. Và khi chúng ta đến với Tây Ninh thì chúng ta có nhiều đặc sản, nhiều sản vật ở vùng đất này. Thí dụ như nói về trái cây thì ai cũng biết rằng là vùng đất Tây Ninh đó là có nhiều quả na, đó là mảng cầu dai đấy. Ngoài ra thì có bánh tráng trộn nè, ngoài ra thì có những cái đặc sản khác nữa. Như thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu coi chợ Long Hoa người ta bán những gì, và đến đây chúng ta mua những gì về làm quà nha. Ok, let's go. Và bây giờ thì xin mời toàn thể quý vị các bạn cùng đồng hành với Đúng Trần Channel. Chúng ta sẽ dạo một vòng chợ Long Hoa. Kính thưa quý vị các bạn, bởi vì như chúng ta biết rằng là Tây Ninh rất là nắng nóng, cho nên là thời tiết cực kỳ là oi bức vào một buổi trưa. Bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng. Ở đây là nơi bán tất cả những cái sản vật nổi tiếng của vùng đất Tây Ninh, đó là bánh tráng trộn, muối ớt tôm, bánh tráng me, hay là bánh tráng phơi xương, vân vân. Đó là đặc sản chính của vùng đất Tây Ninh này. Như vậy các bạn cũng biết rằng là chợ Long Hoa là ngôi chợ lớn nhất của tỉnh Tây Ninh. Chợ tọa lạc ở tại phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, và cách trung tâm, tức là cách cái tòa thánh Tây Ninh đó. Bấm tôm mà muối ớt cà tôm mà mấy tiếu hả? Thì tức là cổ đạo Cao Đài thì khoảng 1 km về phía nam. Và thưa quý vị các bạn thì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng là khi người dân người ta đi đến với khu vực của tòa thánh Tây Ninh này thì ai cũng di chuyển đến với chợ Long Hoa, bởi vì sở dĩ có chợ Long Hoa này thì chúng ta thấy rằng là do là các tín đồ của đạo Cao Đài từ khắp các tỉnh dồn về vùng thánh địa của Cao Đài này lập nghiệp ngày càng đông, và người ta mộ đạo rồi ta di chuyển về đây vào những ngày vía lớn, lễ lớn. Thí dụ như là vào những ngày như là tháng 12, tháng 11 vân vân, hay là tháng 2, hay là đặc biệt là rằm tháng 8. Thì chính vì thế là với cái nhu cầu của người dân, người ta muốn tham quan mua sắm, thì cái chợ này đã ra đời vào năm 1952 do Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc cho khởi công xây dựng chợ Long Hoa theo vị trí như bây giờ, với cái điều rất đặc biệt là về kiến trúc của chợ. Và chúng ta thấy rằng là chợ Long Hoa đó là có nhà lòng chợ là hình chữ thập, và trên một cái lô đất hình vuông, và chung quanh có 8 cửa ra vào hướng theo cái 8 con đường lớn, với nghĩa là chúng ta thấy là theo cái quy luật đó là về lưỡng nghi thì sinh tam tài, tam tài sinh tứ tượng, tứ tượng thì sinh ngũ hành, ngũ hành thì sinh bát quái, vân vân. Chính vì thế là thầy xây dựng theo một cái mô hình của bát quái. Từ ở trên không chúng ta nhìn xuống thì chợ Long Hoa như một cái bát quái đồ. Chính vì thế là ở đây có 8 cái cửa ra vào trong hình bát quái như thế, rất đặc biệt. Theo tư tưởng của đạo Cao Đài thì chúng ta biết rằng là các chân hồn trước khi về với cõi thiên thì phải chung qua cái lò bát quái để trừ đi những cái oan trái và trược khí. Chính vì thế là người ta đã xây dựng cái hệ thống chợ này theo cái hình như vậy. Và chợ Long Hoa thì rất là sầm uất ở tỉnh Tây Ninh, do là Đức Phước Trần Channel đi vào một cái buổi trưa thì cũng chưa có đông lắm, đang khu nắng nóng. Thì về đặc sản của chợ Long Hoa thì Long Hoa thì chúng ta biết rằng là ở đây như Đức Phước Trần Channel vừa chia sẻ ở đầu video thì gồm có bánh tráng phơi xương, muối ớt tôm, rồi mãng cầu dai tức là quả na, hay là đậu phộng, và tất cả những cái hình ảnh về hương hoa nhang đèn để cho người ta đi chùa, người ta đi
thánh thất, người ta mà mua những lễ vật người ta cúng viếng. Về đặc sản ở đây mà với nổi tiếng với muối ốc tôm thì Đức Phúc Trần Channel đã có video trước đây chia sẻ với vị các bạn rồi. Có thể nói là đây là nổi tiếng với khu vực của bánh tráng phơi xương. Người dân ở đây người ta làm bánh tráng là 3-4 giờ khuya người ta thức dậy với phơi cái xương sớm để bánh tráng được mềm, dai, ngon, và khi chúng ta dùng chúng ta không cần phải thấm nước. Còn đặc sản muối ốc tôm thì chúng ta thấy rằng là ở đây đó là nguồn gốc xa xưa từ cái lòng hồ Dầu Tiếng, với những người dân, người con trai, người đàn ông, người cha, người anh, người em, khi người ta đi đào lòng hồ Dầu Tiếng thì với cái cực khổ, khó khăn, vất vả đó, nhưng mà cuộc sống người ta rất là khó khăn nên là không có đủ tiền để mua thịt hay là những cái chất đạm giúp cho cơ thể mình được cường tráng, được khỏe mạnh, được đầy đủ chất dinh dưỡng. Nên những người em, người chị, người mẹ ở nhà người ta đã nghĩ ra cách là người ta làm muối trộn với tôm để có một chất đạm giúp cho những người ở đây người ta có sức khỏe tốt hơn khi người ta đào cái lòng hồ Dầu Tiếng. Và từ đó xa xưa thì đã hình thành nên cái làng làm muối ốc tôm nổi tiếng của vùng đất Tây Ninh này. Nên chúng ta có đặc sản ở đây, muối ốc tôm cũng như là về bánh tráng ở đây thì rất là đa dạng, phong phú, nhiều loại đặc sản bánh tráng. Nên quý vị đã nghe nói đến muối ốc tôm, bánh tráng phơi xương hay là bánh tráng me, bánh tráng trộn thì nổi tiếng nhất là vùng đất Tây Ninh. Đây là cái khu vực bán trái cây. Bây giờ thì xin mời toàn thể quý vị các bạn cùng đồng hành với Đức Phúc Trần Channel, chúng ta sẽ dạo một vòng nhé ở xung quanh của chợ Đông Hoa. Đây chúng ta đến với chợ Long Hoa, đây phía trước chúng ta đó là hình ảnh của chợ Long Hoa, và bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng về xung quanh bốn mặt của chợ này. Tuy chợ có bốn mặt nhưng mà có đến 8 cửa ra vào, như Đức Phúc Trần Channel vừa chia sẻ đó là xây dựng theo cái hình bát quái, cho nên là chợ rất đặc biệt, rất là hay. Về 8 hướng chia ra cái 8 cái đường lớn của khu vực này. Đây chợ Long Hoa, chúng ta sẽ đi một vòng nha. Đây chúng ta thấy rằng là theo ý nghĩa thì họ đã đưa ra 8 hướng, 8 con đường mang ý nghĩa của thái cực sinh lưỡng nghi, theo âm dương, từ cái sinh ra tứ tượng thì sinh ra bát quái, bát quái. Đây, bây giờ chúng ta sẽ đi một vòng ha. Như đã chia sẻ thì đây là cái ngôi chợ mà đặt ở trên cái địa danh Long Hoa, cho nên là họ mang tên là chợ Đông Hoa. Chợ Long Hoa đây thì phải nói rằng là do hộ pháp Phạm Công Tắc là người đã khởi xướng xây dựng ngôi chợ này. Có một cửa phía bắc chạy về hướng Tòa Thánh Tây Ninh, cũng như là cửa số 3 thì phía chạy về hướng của Gò Kén. Xin lỗi vị các bạn. Cửa sông Tây Ninh đó, rồi cửa số 5 thì chạy về hướng của vùng Giang Tân, hướng Sài Gòn. Cửa số 7 thì chạy hướng Đông, thì về hướng của Trí Huệ Cung. Cửa số 8 thì mang ý nghĩa là Bát Quái Đồ và Thiên. Ở đây thì họ đều có bán những cái thực phẩm về chay, về mặn đầy đủ. Và ở đây thì cũng có cộng cư sinh sống của người Kinh, tức là người Việt, có người Khmer, có người Hoa.
như cái nguồn gốc chia sẻ lúc nãy thì đúng đoàn channel có việc chia sẻ, chúng ta đã có rất là nhiều du khách đến đây, người ta thắc mắc là không hiểu sao ở cái vùng đất này là cái vùng đất không có biển nhưng mà lại sao người dân người ta lại hình thành ra cái làng làm muối ớt tôm nổi tiếng nhất cả nước. Thì đó là có cái nguồn gốc xa xưa để hình thành ra cái làng làm muối ớt tôm nổi tiếng của vùng đất này. Cảm ơn toàn thể quý vị các bạn nhé, cùng đồng hành với Rút Trần Channel trong những lúc chờ rồi. Và hôm nay có dịp đi một vòng tham quan chợ, hy vọng chúng ta có dịp nào đến với vùng đất Tây Ninh thì chúng ta sẽ đến với chợ Long Hoa để tham quan mua sắm và mang về nhà những cái đặc sản, những sản vật của vùng đất này. Chúc chúng ta một ngày mới tốt lành, nhiều niềm vui và gặp được nhiều bình an, hạnh phúc trong cuộc sống.